Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4 tới tại rạp chiếu phim Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Các phim được chiếu trong tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bao gồm phim tài liệu Ký ức những người truyền lửa, phim tài liệu Đồng hành cùng lịch sử, phim truyện Tiểu đội Hoa hồng và phim truyện Đào phở và piano. Tuần phim bao gồm 3 hoạt động chính: chương trình chiếu phim, lễ khai mạc và chương trình giao lưu đoàn làm phim với khán giả. Khi chúc mừng đoàn quân chiến thắng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Chúc mừng chú, nhưng đối thủ tiếp theo của chú chắc chắn là